hắn đã thành Phật. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn năm tòa kim Phật to lớn. Vừa rồi họ còn trông thật trang nghiêm túc mục, mà lúc này lại giống như có chút thay đổi sắc mặt. Đợi đã, không được tự dọa mình, chưa chắc đã như những gì ta nghĩ. Phương trưởng, chính đức tự với Đan Dương tử có xích mích gì? Trước đây hắn đi bắt cóc và giết người khắp nơi, đến chó gà cũng không yên. Ta từng phải các đạt ma võ tăng của bản tự đi để bắt hắn, nhưng nhiều lần để hắn chạy thoát. Xin hỏi đại sư, một kẻ hung ác ghê tởm như hắn ta, làm sao thành Phật? Sao hắn có thể thành Phật được? A-di-đà Phật, bây giờ hắn là cái gì cũng không quan trọng. Trong lòng lão nạp có Phật, trong lòng ta hắn chính là Phật. Thí chủ, lúc này Đan Dương tử độn cùng Đại Thiên, ta nghĩ hắn là cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là người nghĩ hắn là cái gì, người cho rằng hắn là cái gì hắn chính là cái đó. Rốt cuộc, nhân cổ của hắn giờ đây đều nằm trên người ngươi, mà không phải lão nạp. Ý ngươi là Đan Dương tử bây giờ là một thứ vô dạng, có thể thay đổi dựa theo suy nghĩ của mỗi người. Tương tự như Du lão gia. Đúng vậy. Nhưng tại sao? Sao hắn lại biến thành thứ như quỷ vật? Công pháp thành tiên đều là do ta bịa ra, toàn là thứ độc hại, người ăn phải sẽ chết ngay lập tức. Lão nạp không biết. Người không biết. Lão nạp không phải vị lai Phật, không phải là một tu sĩ toàn năng, người xuất gia không nói dối. Không biết là không biết. Phương trưởng, có cách nào diệt trừ hoàn toàn Đan Dương tử không? Hắn đã là đối thủ của chúng ta, không thể để hắn như vậy được. Ngươi đưa tay đây, để ta xem thử. Huyền Dương thí chủ, nếu bây giờ ngươi vẫn nghĩ ta muốn làm hại ngươi, thì đáng lẽ ngươi không lên đến miếu tự này. Lý Hòa Vượng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình, màu sắc ngay lập tức trở nên sáng hơn nhiều lần. Có cảm giác nhẹ nhàng khắp cơ thể. Loại cảm giác kỳ diệu này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngay khi mọi thứ trở lại bình thường. Lý Hòa Vượng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vẫn còn chút trống rỗng. Mê Mông, vấn đề này rất quan trọng, ta cần thảo luận biện pháp đối phó với những trưởng lão khác. Ngươi tạm thời ở lại miếu tự đi, ngày mai sẽ có câu trả lời cho ngươi. Ta còn có bằng hữu ở ngoài miếu, ta không trở về thì họ sẽ lo lắng. Đi hay ở tùy ngươi, chính đức tự ngày mai giờ thì mở cửa. Huyền Dương thí chủ, xin chớ thất hứa, ngươi cũng biết phiền phức này không loại bỏ, vô luận là đối với ngươi hay đối với thiên hạ, vẫn là một cái mầm họa lớn. Sắc bất thị ngã, nhược thị ngã già. Sắc bất ứng bệnh cập thủ khổ não. Ngã dục như thị sắc, ngã bất dục như thị sắc. Tùy tình sở dục, thị cố đương chi. Đạo sĩ, ta ở đây. Nghe thấy ai đó đang gọi mình, Lý Hòa Vượng liền quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy lão An Xin ở cách đó không xa, đang vẫy tay một cách hào hứng. Ngươi đến chính đức tự. Họ đã nhận ngươi sao? Hòa Thượng vừa rồi nói, nhìn ta đáng thương, nên có thể cho ta làm việc ở trong miếu tự này. Như vậy cũng tốt, hãy cố gắng làm việc đi. Ít nhất là vẫn tốt hơn ăn rau dại và cống phẩm của người chết. Ta phải đi trước đây. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Cứ gọi ta là Hòa Thượng là được. Ta thích được gọi là Hòa Thượng. Sau này có thời gian hãy đến đây chơi. Theo cách nói của Phật giáo các ngươi, tùy duyên đi. Ta có việc cần nhờ các ngươi làm. Các ngươi hãy tản ra và hỏi thăm dân bản địa về chính đức tự cho ta. Mặc dù cuộc gặp của ta với các hòa thượng đó ngày hôm nay rất bình thường, nhưng ta vẫn cần nghe ngóng về chính đức tự để lên kế hoạch. Nghe họ nói, chính đức tự là ngôi miếu lớn nhất Tây Kinh Thành, phương hỏa cường thịnh nhất. Ta nghe nói những nhà sư đó rất ngoan đạo, tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật. Lần trước có một vị sư lén ăn thịt, đã bị họ đuổi thẳng ra khỏi miếu. Ta cũng nghe bọn họ nói như vậy. Sư huynh, ngươi muốn nghe ngóng về chính đức tự để làm gì? Lý Hòa Vượng không trả lời, hắn không muốn đem chuyện kinh khủng như Đan Dương Tử khả năng còn sống nói với bọn họ, tránh để họ sợ hãi. Ta cũng không có lý do gì để từ chối. Nếu không thể tin tưởng những hòa thượng này, vậy bản thân ta chỉ có thể thành Phật để cứng đối cứng với Đan Dương Tử. Cái lựa chọn này không nghi ngờ gì là tự tìm chết. Huyền Dương tham kiến.